À, lúc đấy là xuống tôm thì là xuống mực nhá mọi người nhá. Đây. À, đang xuống mực ống này. Đây mực ống đấy mọi người này. Rất là tươi ngon luôn. À, tiếp tục là con cá lại xuống này. Rất là nhiều. Chào mọi người nhé, mình đang đứng ở trên một con tàu này to nhất ở cái vùng biển này này mọi người. Mình sẽ review toàn cảnh cái con tàu này cho mọi người cùng được biết. Ở ngoài vùng biển này nước rất là sâu, mọi người có thể thấy là nước ngả sang màu đen đen, xanh sậm. Rất là nhộn nhịp, khẩn trương để chuẩn bị bọn mình để đi sang một con tàu khác. Mình lại tiếp tục tạm biệt con tàu này, đi sang một con tàu khác, sang tiếp tục con tàu khác để thu gom. Anh em mình lại tiếp tục đến con tàu tiếp theo nhé mọi người. Đây. Đây con tàu rất là khủng. Đây, mọi người có thể thấy to cực kỳ luôn. Đây. Mọi người có thể thấy bốn cái cần lưới này. Rất là hoành tráng. Mình anh em mình lại chuẩn bị bắt đầu cho cập bến này, lại bắt đầu buộc neo vào đây. Khi đến bất kể một con tàu nào đều công tác và buộc rằng dây neo cho nó cẩn thận luôn, rất khủng. Đây là cảnh biển của vùng Bắc Vịnh Bắc Bộ. Thấy cái con tàu này rất là lớn nên là cái ve tàu cao cực kỳ luôn, lên rất là khó đấy mọi người. Đấy, bây giờ để lên là cả một vấn đề đấy mọi người. Đấy. Trước mặt là mọi người, đây là hệ thống tời của con tàu này. Đấy, và mọi người có thể thấy luôn là có cái cây cột này lớn luôn này, hệ thống tời đây rất là khủng. Và tiếp tục đến là hệ thống đèn. Ở đó mọi người có thể thấy hệ thống lưới đây, chất như núi luôn. À, có các cái cần lưới này mọi người.
này gần này phải đến 20 mét mất, khủng khiếp, rất là to. Ở cái hầm chứa hàng này anh em đang tấn tôm tôm he rất là ngon. Đấy, một cái rổ tôm này khoảng gần 20 cân. Mười sáu. Trên tầng 2 của quán tôm. Cảm ơn em. Ở chỗ này mình thấy có một rổ mực. 20. Đúng. Đang ở 1208 cần một cân tôm. Đấy mình giới thiệu cho mọi người là toàn bộ cái cần lưới này. Phía xa xa kia đấy, là đảo Trần nha mọi người nhé. Đảo Trần thuộc bây giờ đấy hình như là thuộc huyện Cô Tô. Và phía trước mặt mọi người đây thì sẽ đi thẳng ra cái đường ranh giới ở trên biển. Hôm nay sẽ review cho mọi người cái hầm hàng của con tàu này. Đấy, hầm này cao một tổng 3 mét đấy mọi người. Đây là tôm sau khi cân xuống là sẽ phải cho luôn cá vào để ướp luôn nha mọi người, không để nó giữ được độ tươi. Đây. Cân dưới bước ba. Rồi sau đó sẽ đẩy nắp vào. Trên con tàu này là mình thấy là rất là rộng. Về rộng con tàu này mình thấy rơi vào tổng khoảng 7-8 mét rất là rộng. Đây, con anh em vẫn đang vận chuyển hàng từ dưới hầm tàu lên. Thì cần 12 kg. Đây là cá này mọi người nhé. Đây là cá đốm này. Từ xanh. Có gửi không là cần hết. Bên này là mình sẽ review qua chỗ ăn nghỉ của anh em thủy thủ ở trên con tàu này. Đây mọi người thấy là rất là rộng nhé. Cái này có thể chục người ở thoải mái luôn. Đấy. Và hệ thống điện đấy, trên tàu nó luôn có điện nha mọi người, quạt vù vù. Hệ thống điện này rất là kinh khủng. Mình xem có đoạn dây, nếu mà những cái mối dây này mà đấu lên hệ thống điện này khoảng phải hàng km đấy. Cái tàu này có 3 cái bóng để chụp xuống này, dọi thẳng xuống biển nhé. Ngoài hệ thống bóng ở hai bên mạn tàu thì có mỗi bên còn có 3 cái bóng này nữa. Mình cho này mình review từ mũi nhé, từ phần mũi tàu này. Tàu này là rộng bao nhiêu mét hả anh nhỉ?
À, 6 mét rưỡi nha mọi người. Đây là anh chủ tàu nha mọi người nhé. Đây là một con tàu rất là lớn. Đây là phía ra xa mình đang thấy con tàu đang thu lấy ghẹ nhá mọi người. Đây là họ đang kéo lấy ghẹ lên này. À, mình lại tiếp tục di chuyển sang con tàu khác. Chào mọi người. Mình đang di chuyển ở trên biển. Đây là cái sóng rất là to mọi người. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn nha mọi người. Mênh mông sóng nước. Chào anh em nhá. Đến lúc nào ủng hộ kênh của chúng mình nhá. Kênh giáo sư Tung Tăng. Được rồi. Nó thuần gì nhá, thì anh ta không thấy cái gì. Của ông Sơn. Bác toàn đưa rồi. Có bao nhiêu quy hết. Anh em xem mình quan sát được cái này. Cái tàu này rất nhiều tôm này. Cần tôm hè. Đây, tôm rất nhiều tôm nhá. Cháu đang trốn ở nhà tôm này.
để nó không còn cân được đấy. Cá cũng nhìn thấy có cái gì đấy. Hai cây được cả hơn 30 cân. Ba cây, hai cây. Nhưng mà nó bảo là cả cá đốm và tiền đó lên cân với nhau thì phải. Cái sơn đấy hai là hai người ghi mà đấy. Ý là đây kia ông con tàu này, hai tàu này, hai là lái này con tàu này. Còn là cái tầng dưới này là anh em thủy thủ có thể nghỉ ngơi ở đây rất là rộng rãi luôn nha bạn. À, dưới đây là máy này. Quan sát được này, ở đây là máy nhiên nhiên mà cái lồ này được nhiều hơn. Đấy, mỗi lồ này tương ứng với tầm khoảng 2 khay nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, cô anh cốc nước đi. Đấy, khi cân tôm rồi anh em mình cho xuống tập hợp cái xuồng kia. Cũng được 2/3 cái hầm nhá mọi người nhá. Hết phần tôm rồi, bây giờ đến phần mực cho mọi người nhé. Đang cân mực rồi. Có hai con mực lá rất là to này. Này, chỗ này đang cân mực kìa. Tôm, cá, mực. Đây là mọi người thấy tôm là chuẩn bị cho vào hầm ướp đá luôn, đảm bảo độ tươi khi về đến bến. Rất nhiều luôn. Một cái hộp này có thể chứa được khoảng gần 1 tấn tôm. Thế là sau khoảng 4 tiếng trải nghiệm ngày hôm nay, mình đi từ lúc sáng sớm hơn 3 giờ sáng mà đến bây giờ anh em mình đã về đến bến. Xin phép mọi người mình dừng video tại đây nhé. Mình hẹn mọi người ở trong các video sau. Nào, xin chào mọi người nhé.